trung tâm thành phố Đà Lạt 20 km, xã Xuân Thọ hút hồn du khách bởi một màu xanh ngát trải dài và những ngọn đồi nối tiếp nhau. Ngày hôm nay, hành trình Con đã lớn khôn sẽ có chuyến đi với một đôi bạn đáng yêu của vùng đất này. Đây là anh chàng Đặng Ngọc Anh Khoa, 4 tuổi 1 tháng, tên ở nhà là VIP. VIP là cậu bé hiếu động lém lỉnh, là con một nên VIP có tính cách khá bướng bỉnh. Mẹ thường rất khó khăn để thuyết phục VIP thực hiện theo một yêu cầu nào đó, nếu như đó là việc anh chàng không thật sự tình nguyện. Và lực lượng hỗ trợ vô cùng đắc lực của mẹ lúc này luôn là cô bạn Ngô Quỳnh Anh, 4 tuổi 10 tháng, tên ở nhà là Suri. Suri là cô bé nguyên tắc không thích nói nhiều và ghét bị dơ. Và với cậu bạn VIP, những điều Suri nói nhiều nhất luôn là VIP không được. Còn cậu bạn VIP thì chưa bao giờ làm ngược lại yêu cầu của Suri. Hôm nay công việc trong vườn bận rộn nên bà không về nhà lấy cơm trưa được. Mẹ quyết định cùng VIP và Suri mang cơm cho ba. Tuy nhiên chưa kịp xuất phát thì một người khách đột nhiên tới nhà. Người ta gọi mẹ đi bán điện thoại rồi. Mẹ vốn định cùng hai bé đưa cơm cho ba xong, sau đó quay lại cửa hàng để đổi điện thoại cho khách. Cuộc gọi của cô nhân viên buộc mẹ phải qua cửa hàng gấp và việc mang cơm được giao cho đôi bạn. VIP vốn chẳng tự nguyện thực hiện nhiệm vụ này, nhưng vì Suri đồng ý nên anh chàng cũng đành ngoan ngoãn lên đường. Quãng đường đi đến vườn bông đưa cơm cho ba VIP dài khoảng 600 mét. Con đường dốc thoai thoải này vốn cũng chẳng xa lạ gì với đôi bạn. Dù ban đầu chẳng tự nguyện thực hiện nhiệm vụ mang cơm cho ba lắm, nhưng VIP vẫn tỏ ra ga lăng khi một mình khệ nệ xách giỏ cơm. Không khí trong lành, gió núi mát mẻ, nên dù có nắng thì hai bạn nhỏ dường như chẳng có chút mệt mỏi nào cả. Nhưng bước chân vẫn đang hăm hở và đều đặn. Bước rồi bước, chặng đường đến vườn bông cũng đã đi hơn một nửa, nhưng VIP vẫn lặng lẽ xách giỏ đồ ăn mà chưa một lần nhờ vả Suri xách giùm. Dù đôi khi cũng lén gợi ý cô bạn là dù chưa đầy 100 mét, nhưng đoạn đường đất vào vườn bông đang trở thành thử thách của cô bạn Suri vốn ưa sạch sẽ. Còn cậu bạn VIP thì trong đoạn đường này chưa hề một lần vượt lên trước mà luôn kiên nhẫn phía sau lưng. Qua xe vậy? Sao qua? Chạy qua. Vậy sao qua? Ghéo rồi. Chắc có vấn đề. Từ từ. Thôi để đi qua chứ.
Trời ơi, ghê quá à. Olympics. À. Đó, anh ghê quá. Sao biết? Ba anh ơi, đồ gì vậy? Ba đi đâu rồi? Có sách để xe đây nữa. Ba anh ơi, ra ăn cơm. Nóng chết à? Nóng chết à? Ba, qua ăn cơm. Về đâu xưa đây? Ba lấy chỗ này cho ông chơi đi. Ngoan vào trong cái mát mát này. Cỡ quần đùi này. Cỡ quần đùi làm gì? Không ăn. Ba, để cho con mượn. Con nằm xuống ngủ nha. Chỗ đâu mà nằm ngủ, nằm dưới đất thì. Dùng thích mình hiểu. Thêm một lý do khiến VIP chấp nhận đi mang cơm cho ba là bởi ba hứa sẽ đồng ý cho cậu bé mang chú heo về nhà nuôi. Vì vốn dĩ, đây là một anh chàng rất mê những chú heo. Nhà VIP có chỗ nuôi heo, ở trong chuồng gà đó. Chuồng gà nó rộng lắm, nó ở được đó. Ba lấy đi. Ba lấy đi. Lấy gì con? Chút nữa về nghe. Ba em hả? Chào đây mới là vấn đề là. Ba giặt cho. Ba. Thế nào? Đây mày. Ba để xuống. Để xuống đi con. Giữ im nghe. Mày. Đứng lại. Giữ nó lại. Nghe ơm nghe, ở trong này ơm đang ngồi kia về nghe. Dạ. Ba kiếm chỗ nào cho im lại đây. Kiếm nào cho im lại đây. Cái nhà này có cái chuồng nhốt nó đi nhỏ nó. Đó là. Dạ hết. Con khách đi nha. Để con nói lại. Con cái chân bay nguyên cái vỏ luôn đó. Mày xác đàn hàng về nghe ra. Xác đàn hàng về nghe. Ba chở cho con về rồi. Con đi bộ về ba mất làm rồi. Con xuống đây đi về. Rồi, con xác đàn hàng. Xác đàn hàng. Xác nổi à? Nghĩa nổi. Khi mà, nổi được bên mà. Nặng quá. Đây, hai đứa em đấy. Không có sợ. Chị này thì chỉ chị không sợ heo mà chỉ sợ dưa. Con chào ba. Nó lại chứ. Con heo gì kéo. Bà heo á. Tội nghiệp nó hả? Tội nghiệp quá hả? Nghiệp quá, nghiệp quá. Không bỏ. Lắm, con mở ra đi. Bây giờ sao bây giờ? Sao là tắt hai tay. Chút hai tay cũng người biết. Mở một tay tiếp. Một tay. Chút một tay nữa. Mở ra khi đi chứ. Bà hay là nặng ghê luôn á. Bà heo gì lớn hơn con heo luôn. Bà heo gì mà lớn hơn con heo. Giờ nó lại. Hào hứng rời khỏi vườn, nhưng đôi bạn nhỏ loay hoay một hồi lâu vẫn chẳng thể nào xách chú heo đi tiếp. Ba giúp
xong rồi. Thôi xuống nha. Ghê quá. Sợ chết. Xin sắc cho mình. Biết chưa kêu đâu. Em heo y thì tốt rồi đó. Ba. 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 Giống như yên tâm rằng hai bé có thể mang chú heo về nhà một cách bình yên, nên bà đã vào khu vườn bên trong để tiếp tục công việc. Vip thì ngày càng bối rối vì không thể tìm ra một giải pháp nào để đưa chú heo về nhà. Ai khiến? Nghe thấy chưa? Trời ơi, nó la lắm rồi, tay nó héo rồi thôi. Suri thì vẫn chưa thể vượt qua tâm lý sợ dơ nên ngần ngại không dám chạm vào chiếc giỏ và chú heo. Cô ba sót được. Giữ giùm Vip đi. Có bất giữ đi, ông đi giữ đi. Mau giữ đây nè. Giữ thôi bất không, giữ đây nè. Ngồi xuống đi con. Chú ba đây, nó sắp lò ra rồi kìa. Cãi quá vậy luôn á. Trời, dễ quá. Sau một hồi thì cô bạn Suri đã quyết định luồn chiếc gậy qua giỏ để khiêng chú heo về nhà. Liệu giải pháp này có hữu hiệu không? Căng. Đi vô rừng đi. Đây là đó. Đi vô rừng đi. Đã đắt quá. Bây giờ sao? Trời ơi, đi đi. Đâu? Thả xuống. Chuyển cái cây này ra nè. Thôi, sợ chưa? Lấy cái gì cho nó ăn đi hả? Thôi, nó ăn nước cỏ. Tao không có bắt cỏ cho nó ăn đâu. Chẳng dễ mà khiêng được chú heo trên con đường dốc này. Và trước khi một giải pháp mới được tìm ra, thì đôi bạn đã bắt đầu có chút mâu thuẫn rồi. Wow. Rất là bạo lực nha. Ê, tụi mình gắn. Gắn vô để cho nó im lại chứ. Cô nàng Suri rất tâm lý, muốn dành thêm thời gian để chú heo đỡ sợ hãi. Còn anh chàng Vip thì lại rất nôn nóng, muốn thật nhanh đưa chú heo về nhà. Và tình hình càng lúc càng căng thẳng. Ở thèm heo. Heo của anh nó tự nuôi rồi. Heo của anh nó tự nuôi. Cặp. Đúng không? Nó sợ nó cãi ra quánh rồi rồi kìa. Người ta mét ba luôn. Đây rồi. Biết không thể nào cứ tức giận và lớn tiếng với cô bạn Suri vốn rất kiên quyết lạnh lùng này. Vip lập tức thay đổi phương án. Đừng giữ nhá. Tao không giữ đâu á. Heo của anh nó tự nuôi. Rồi heo. Ai là heo? Tôi đâu biết. Tao nuôi nhà người ta nuôi. Chứ vô gì như vậy. Cái xa này à. Hãy giữ nó đi. Nó nhau nhau lắm. Kẹ. Người ta còn nhiều áo từng được. Ta giữ giùm mình nha. Không.
được không? Uống rồi, uống rồi. Tình hình có vẻ căng thẳng hơn rồi đây. Sát mầm đi. Vô tình đã trở thành nguyên nhân khiến đôi bạn có chút bất đồng. Chặng đường về nhà còn dài, và giờ thì Vip quay lại vườn bông đợi ba, còn Suri có vẻ sẽ một mình quay về nhà. Còn chú heo sẽ ra sao đây? Bây giờ cao trào nè anh. Trở lại giường, cô này có bỏ mặc con heo ở đó không? Lần này Vip quyết định tìm một chiếc gậy nhỏ để dễ khiêng hơn. Nhưng vấn đề bây giờ là phải có được sự giúp đỡ của cô bạn Suri nữa. Nhưng cô bạn thì vẫn quyết bỏ đi. Giải pháp mà Vip nghĩ ra lúc này để giữ chân Suri lại chỉ là... Khi nước mắt chẳng thể làm mềm lòng cô bạn, anh chàng quyết định. Để mai người ta đi cùng với cha. Đi cùng với vào đâu? Cái bàn này dữ dội nè. Anh chàng quyết định. Liệu lời xin lỗi có làm cô bạn quên đi hành động dùng gậy dọa dẫm của Vip không? Trong lúc tình hình đang căng thẳng thì có một vị cố tình xuất hiện. Sợ người ta bắt con heo. Sợ người ta bắt heo nhưng mà cũng sợ đi về trước. Thế này căng quá. Nói chú nghe xem. Cái lời này của con hả? Bây giờ con đang đi đâu? Con đang về. Nhà con ở đâu? Ở dưới kia. Kia bạn con đi cùng bạn hả? Không, bạn không giúp con, giờ kia về con. Bạn không giúp hả? Bây giờ con chỉ cho chú nhà đi rồi chú xách phụ lại về cùng. Bây giờ biết đường về không? Biết. Chú dắt chú về nhá. Cầm cái gậy này đây. Mỗi người khiêng một đầu nha. Nhưng mà bạn không giúp con. Thì chú phụ con khênh ra ngoài đó. Sao hai đứa đi cùng nhau mà lại không giúp bạn? Sự xuất hiện của chú nông dân tốt bụng đã giúp hai bạn nhỏ mang chú heo về nhà. Dù vậy, đến tận lúc này thì sự giận dỗi của hai bạn vẫn chưa được giải quyết.
xanh thử cùng bạn một tíu nào. Nhẹ mà này. Từ anh cầm ông chú xíu này. Này. Mẹ. Con nó à. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú nha. Sự xuất hiện của mẹ đã giúp chặng đường trở về của hai bạn nhỏ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên có lẽ để hòa giải cho đôi bạn này thì mẹ sẽ mất khá nhiều thời gian đây. Cho nguyên con heo bự quá hen.